chào nị. Hôm nay mình lại tiếp tục tìm hiểu về họ hàng gia đình nhà Berry nha nị. Đây là Mulberry, tiếng Việt mình gọi bằng một cái tên rất là quen thuộc, đó là dâu tằm đó nị. Cứ hễ thấy ai đi Đà Lạt về là sẽ có cái gì đó liên quan tới dâu tằm, mứt dâu tằm, nước dâu tằm sấy dẻo, vân vân. Nay cô mới biết là dâu tằm tiếng Anh gọi là Mulberry đó nị. Thì để tìm hiểu về tác dụng của dâu tằm á, thì trên Google có rất 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 là nhiều thông tin luôn. Nào là cung cấp chất xơ nè, bổ máu nè, kháng viêm nè, vân vân vân. Nhưng mà thường á nha, cô thấy mình không có ăn nhiều đến mức thấy được công dụng của nó đâu. Người ta khuyên á, nên ăn khoảng 40g dâu tằm hàng ngày để tốt cho sức khỏe. Mà cô thấy thật ra hơi vô lý, tại chả lẽ ăn uống mà cứ phải cân đo, đong đếm thì mệt cái đầu lắm. Nên nay á, ngoài cái tên tiếng Anh ra, cô chỉ chia sẻ thêm cho nị trải nghiệm về dâu tằm của cô thôi. Đầu tiên á, là nước dâu tằm. Cô uống rồi, vị của nó hơi có mùi rượu, hơi gắt. Uống thì phải pha thêm nước với bỏ đá thì sẽ rất là ngon nha. Còn mứt dâu tằm thì ngon khỏi nói luôn rồi, chua chua ngọt ngọt. Vị dâu tằm thường nó sẽ đầm hơn dâu tây. Cũng có nhiều người nói là nó gắt hơn. Cô cũng không biết làm sao nữa, nhưng mà với cô thì cô thấy nó đầm hơn và ăn cũng nhanh ngán hơn nữa. Ở Việt Nam thì dâu tằm khá rẻ, chứ qua nước ngoài cô thấy dâu tằm thì ít lắm, mà giá cũng hết hồn luôn đó nị. Với nhiều người nha, người ta có thể nhầm giữa dâu tằm mulberry và mâm xôi blackberry đó nị. Thì cái cách để phân biệt hai loại này là thường dâu tằm nó dài hơn, hình dáng của nó giống như quả mâm xôi đen kéo giãn ra vậy đó nị. Điểm khác nhau thứ hai là dâu tằm thường nó sẽ mọc trên cây, còn cái trái mâm xôi thì nó sẽ mọc thành bụi. Ở Việt Nam thì cô nghĩ là nị có thể thử cả hai loại luôn á. Rồi có thể là nị cho cô biết cái sự khác biệt của nó nha. Coi coi là nị có cảm giác giống cô không. Cứ thử nha nị. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.